Sao sao giờ chú nó chú muốn hỏi gì? Mình nè, em hỏi là cái nguồn này nó điện áp nó ra là đủ 12V rồi, nhưng mà cái quạt chỗ này nè, cái quạt cấp cho nó không quay. Nào, cái quạt là chỗ nào đâu? Cái giắc của này cấp cho quạt nè, không quay. Nó không quay thì nó có liên quan tới cái con này. Con này gắn ở đâu? Đây đúng không? Trong cái lồng này nè. Đúng rồi, đây nó bỏ vô lồng này nè. À, bỏ vô lồng đó. Để coi con này con gì. Con này biết con gì chưa? Chưa. Con này gọi là thường mình nhìn cái dạng con này là giống như là con điện trở nhiệt vậy đó. Khi mà có nhiệt độ lên á nó mới nói tắt qua. Còn nếu không có nhiệt độ lên mình đo cái này nó mấy mê ôm nè. Có nghĩa là khi có nhiệt độ qua chạy qua đây. À, nóng thì nó để đây nè. Khi máy mình chạy mà nó nóng lên á thì nó sẽ mới quạt để tiết kiệm điện, đúng không? Thì mình hiểu một điều là khi mình gặp mấy cái mạch nào mà có cái quạt mà có cái này á thì mình nhớ là khi nóng lên, máy mình nóng lên nó mới chạy cái quạt. Chứ còn không nóng là nó chạy quạt. Cái này là thế hệ thông minh à, chỉ vậy thôi. Rồi gắn vô mà bo này rồi sửa chưa? Sửa rồi, có nguồn ra rồi. Nguồn ra rồi đúng không? Đó thì bây giờ là hiểu logic nó hết rồi phải không? Rồi. Vậy thì căn cứ gì đó mà ấy đi. Rồi đóng cái đó luôn được rồi đó. Rồi sao bo này sao? Chưa chạy phải không? Dạ. Mấy con này đừng có lắc tới lắc lui, nó bị gãy chân rồi nha, không? Đừng có đụng nó nhiều. Hiểu phần này hết chưa? Này giới thiệu cho tổng thể nè. Ví dụ như bây giờ cái máy nguồn này nè, tất cả những cái thiết bị mình bây giờ xài nguồn thông minh đúng không ạ? Nguồn này nguồn thông minh đúng không ạ? Thứ nhất là mình nhìn cái cuộn này là cái cuộn gì? Biến áp. Đấy không? Có điện soi chiều đi vào đây thì đường ra nó mới có điện soi chiều đi ra đây, rồi nó nắng hai con này nè. Đó, rồi nó ra điện đây. À, điện ở đây mong muốn của mình là nhiêu. Đó, rồi mình nhìn nè, mình thấy cái con này nè. À, cái con này đi ở cầu nè. Cái con này nắng điện gì? Từ 220 đi vào. Mình nhìn mấy cái tụ này quen thuộc quá đúng không? Điện từ điện nè, từ điện 220 đi vào qua cầu chì. À, qua cái tụ lọc nhiễu, rồi qua cái cuộn lọc nhiễu cao tầng, qua mấy cái tụ dập xung nha. Rồi qua cái cầu diode để nắng ra 310V DC, từ A220 đi qua tới 14 DC. Còn cái này là để gì? Để gạt qua điện 110-220 nè, gạt qua điện 110-220. Gạt tới hợp lưu cấm điện nổ đùng. Biết chưa? Đây nè. Nhớ không? Cái này là điện 110-220 đó, gạt tầm 7 là nó nổ nha. Qua đây nè ha. Rồi, nó sẽ nắng qua rồi nó qua hai cái tụ này mình nhìn quen thuộc rồi, hai cái tụ này nè, hai cái tụ gì? Tụ lọc nguồn thôi, lọc nguồn này nè, để lọc để làm gì? Lọc để có hai con. À, hai con này là MOSFET hoặc là tăngstor này. MOSFET hay tăngstor đây? Tăngstor hả? Đó, một là nó chạy tăngstor. À, dòng cao hiện tại tăngstor nó BE nó dòng nó cao, đúng không? Ở đây mất hết con rồi. Tháo rồi hả? Rồi. Thì mình chỉ nhìn nè, mình đừng có nhìn nó đám, cái đám này nè, cái đám này là rườm rà rất rối lắm. Mình sửa chung mà. Mình sửa điện tử là mình sửa chung mà, mình không có cần phải nhìn cái rườm rà này, mình chỉ đo thôi. Rồi hai cái con này nè, hai cái con chạy là song song với nhau, ví dụ như cái cuộn này nè. Mình đo từ đây nè ra đây là ơ á, nó phải dính liền với nhau. Và ơ á nó sẽ đi về gì? C chứ, C nó sẽ dính liền với con này. Và ơ của thằng này á thì nó sẽ chạy qua thằng C này, qua thằng này C này đi về mát. Đó, mình đo có nó dính liền với nhau chưa? Đặc biệt cái là gì biết không? Cái con IC này là con IC dao động nè. Khi mà có IC này dao động nó mới kích được mấy cái cực B này nè để nó chạy một cái tần số cao được, để nó ra cái xung đi được. Cái biến áp này á là điện vô á là phải là AC. Mà mình biến ra DC mà ngắt tần số cao á, nó cũng giống như là điện soi chiều rồi. Cứ một giây gì là gì, nó đóng ngắt, đóng một giây gì á. À, nó 100.000 hẹp thì nó sẽ là, à, nó giống như điện soi chiều rồi. Nó mới sinh ra cái từ trường ở đây được. Nó mới có cái cảm kháng ở đây được, nha. Có cảm kháng ở đây được. Cho nên không chạy MOSFET mà chạy tăng di to rồi. Tăng di to á, thì tùy theo cái hãng thiết kế. Ví dụ cái tăng di to này nó chạy được cái tần số cao, cái mã số nó tra nè. Mình tra cái mã số này ở trên datasheet á thì mình thấy được là cái tần số cao của nó chạy được cái tần số cao mà cái dòng nó cao nữa thì người ta mới chọn nó. Bây giờ và có thể là người ta không chọn MOSFET mà ta chọn là tangistor, thấy không? Rồi những cái tụ này là những cái tụ gì? Tụ lọc nha mình. Thì đây là biến ra AC 12V nha. Rồi nó sẽ dính nắng hai con này, hai con này diode cầu nè, diode socket đó. Đó, hai con diode này là con diode để nắng ra nguồn cuốn này và qua cái cuốn này nè để nó lọc nhiễu lần nữa, của nó qua mấy cái tụ này nè để nó lọc tín hiệu AC nữa trở thành DC thuần thiết để ra đây để mình cắt những cái thiết bị này là nguồn 12 ha, 5V.
5V hay là 12? 12V. 12V thì nó cũng y chang 5V thôi, không có khác gì hết á. Thấy chưa? Thấy không? Rồi, như vậy thì mình căn cứ ra mình sửa, không phải cái nguồn nào nó cũng vậy hết á. Nó ná giống nhau hết. À, con này, hai con này á, con này tao vô động, hai con này là mình nhìn thấy hai con này là hai con bảo vệ. Bảo vệ thôi, bảo vệ là quá áp quá dòng để nó đóng ngắt có thằng này thôi. Đâu rồi? À, đóng ngắt hai thằng mốt phép này thôi. Thấy chưa? Rồi, như vậy thì mình căn cứ vô đó mình đo, đo con IC này, tra cái con IC này là cái chân số mấy là chân nguồn. Còn có chưa? Chưa có, mình dò đường nguồn này, dò cái đường nguồn thôi chứ dò mấy cái này làm gì? Chứ nhức đầu, đúng không? Rồi, như vậy thì mình đo mấy con này, rút ra mấy con này là đo có nó có gì? Nếu có đập còn sống hay là nó hư rồi. Rồi đo cái nhỏ ra của con này có xung nó có nhịp chưa? Rồi làm đi. Chỉ vậy thôi. Mình sửa máy là mình nắm những cái nguyên tắc đó chứ đừng có vô mình nhìn mấy cái này nó rối nó thầy ơi sao rủi rối quá. Cái này linh kiện đó. Linh kiện nó còn đầy đủ không? Còn mấy đó mới tháo ra đó, chút còn trang. Chú lấy cái này đem qua cái đó đi. Tại vì cái này bị tháo rồi nè. Để rồi cái đó giống hơn là giống hơn phải không chung? Nói chung là có linh kiện này mình có thể xào trẻ qua bên đây được. À. Thấy không? Ok, ra quan chưa? 220 hả? 12V là đúng, nó không có nhịp là đúng. Sao đo 9V anh em? Sao đo 9V vậy? Đồng hồ này hư rồi, không chịu trách nhiệm nha. Nó chạy rồi, nó chạy rồi, gắn con đó lại nó bị trục chặt gì rồi. Gắn con gì? Gắn cái chỗ con điện trở với cái con... Hồi nãy chạy giờ không chạy hả? Ờ, con chạy nhiệt cũng trục chặt rồi. Cắm qua 220 coi. Đó, sáng đèn rồi mà sao không chạy? Đo bon ra coi. Có 12V nè, thấy không? Rồi cắm lại 110 ở qua bóng đèn coi. Đó có 12V nè, bình thường. Nhưng mà nhớ cái nút này nè, cái nút này là cái nút 112 nha. Gạt sai là nó nổ à. Chạy lâu là nó nổ à. Rồi được rồi. Sao hư được? Hả? Nãy dìm điện không mang. Ừ. Quan trọng cái là mối nối đồ này kia nó mình phải kỹ rồi. Sửa chữa rồi cái mối nối đồ phải cho kỹ càng, đúng không? Cái hàng chân là hết chưa? Chưa. Coi cầu chì nó có bị hư không? Ừ. Giờ đầu tiên cái ba cái bo này bo mới bo cũ đây? Bo mới chưa tháo ra. Mới chưa tháo ra đúng không? Nó còn y nguyên vậy ha, khách ta đem tới y nguyên vậy phải không? Mình chưa có tháo gì hết đúng không? Chính xác chưa? Chính xác. Rồi bây giờ đây thiếu linh kiện là không phải đúng không? Rồi bây giờ mình cắm điện vô mình đó. Đây nè. Đâu điện 220 vô đây nè, đúng rồi. Rồi cắm vô đo coi coi nó có 310 chưa? Có 310 mà nó không lên, nó không chạy gì hết thì bắt đầu mình mới sửa, đúng không? Rồi cắm vô đi. Coi mấy cái này dưới này nè, nó bị lết nè. Rồi câu dây điện vô, dây điện đâu? Cái gì hỏi gì? Ý hỏi là vô mình cắp vô nè, cắp điện vô 310 nó có tới tụ rồi. Nó tụ rồi. Mình kiểm tra cái gì trước mà nó có tí tụ mà điện ra nó vẫn chưa ra. Vì mình thao tác đầu tiên mình kiểm tra cái gì? Thứ nhất á, mình kiểm tra tụ có rồi mà nó không ra con này là chắc chắn luôn là một là cái con mà con này nè. Nó chưa có chạy nè, cái hoạt động nè. Lên cuộn dây này không có điện, thấy không? Và nếu mà cái cuộn dây này có điện á là con này chết. Con này hư. Thấy chưa? Tại vì nó hư rồi nó nói tắt qua luôn. Nó phải là đóng ngắt thường xuyên liên tục. À, 100.000 hẹp nó mới ấy đi được gì thì có điện của con này nữa nha. Rồi sao rồi điện bóng đèn sáng rồi phải không? Ừ. Cái này sáng rồi đo cái ngõ ra có chưa? Rồi bắt đầu mình mới tính được cái đường 150 với nó. Bỏ ra cái thang máy. Ngựa kim. Mấy won? 12V này. Đúng 12V đâu. Đồng hồ này đúng gì vậy? Chưa tới 10V đó. 10 chứ. Nhưng mà đồng hồ nó có thể sai. Đó đồng hồ điện tử coi sao. Đồng hồ này sai là lý do là mình đo lộn nhiều quá không? Mới học nghề hay bị hư đồng hồ. 9V à. 9V à, thấy không? Chưa đủ. 9V là chưa có đủ. Chưa có đủ won. Chỉnh con biến trở dưới coi. À, biến chở này bị hư nè, thấy không? Thấy chưa? Ừ. Là do vấn đề là có con biến chở đó. Rồi cái máy này dễ sửa hơn không? Do vấn đề nó hồi tiếp về nó không có đủ để mà cái con này nè. À, cái con này nó sẽ gì?
cái nguồn này nó muốn tăng hay giảm thì thằng này nó phải tăng hay giảm, nó điều khiển lại, nó gọi là mới gọi là cái này mới gọi là biến tầng nhá. Đó, nó gọi là biến tầng đó, biến tần số đó. Chứ tăng biến trở nó đủ cái gì? Tăng biến trở lên là ok, thay biến trở đi. Này lên đây đo. Rồi rồi, đo coi, đo nguồn coi. Nhiêu bắt chung? Dằn ngược chiều lại lên mấy 6 bo nè. Dằn ngược chiều lại đang lên đó. Xuống bo luôn rồi, mất bo luôn rồi. Ăn được từ thôi. Nó lên được 10 bo rồi, nó mất rồi. Nó 12 bo rồi. Nghe thôi. Nó 14. Thôi cái biến trở này hư rồi thay đi. À.